Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hôm nay là ngày mùng 2 Tết, mùng 2 tháng Giêng năm Tân Sửu. Một xuân mới lại về. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Lương Y Lạc Minh Cương, nhà thuốc Đông Y Bảo Lộc Đường, có địa chỉ ở thôn Thọ Vực, xã Đội Bình, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. Hôm nay ngày là ngày mùng 2 Tết, Minh Cương kính chúc quý vị và các bạn gần xa, những bệnh nhân mà nhà thuốc đã chữa, một năm mới an khang thịnh vượng, có thật nhiều sức khỏe và được thành tựu mới trong cuộc sống. Một năm qua cũng như nhiều năm trước, nhà thuốc Đông Y Bảo Lộc Đường đã chữa trị cho rất là nhiều người khỏi một số bệnh đặc trị như bệnh viêm đau dây thần kinh tọa do vôi gai thoái hóa thoát vị đĩa đệm chèn ép, bệnh táo bón kinh liên, bệnh lở loét miệng lưỡi, cùng với thuốc chữa ho hen suyễn. Đó là những mảng thuốc, nhà thuốc đặc trị về các cái bệnh đấy. Rất là cảm ơn quý vị và các bạn từ gần xa đã tin tưởng và sử dụng cái sản phẩm thuốc Đông y của nhà thuốc. Nhà thuốc sẽ nguyện cố gắng dùng các cái thảo dược thân thiện quanh ta để làm thuốc chữa bệnh tốt nhất có thể để chữa bệnh cho chính người Việt Nam chúng ta. Thưa quý vị, là các sản phẩm của nhà thuốc được chính bệnh nhân phản hồi cũng như là cảm nhận về các cái sản phẩm thuốc đặc biệt chữa bệnh của nhà thuốc, và nhà thuốc cũng tâm huyết của thuốc là mang lại các cái giá trị cao nhất đối với người sử dụng các cái sản phẩm do nhà thuốc làm ra, các cái sản phẩm thuốc đặc biệt đó vừa chữa bệnh hiệu quả lại dùng liều rất là vi lượng, từ các thuốc chữa bệnh viêm đau dây thần kinh tọa đó là dùng các cái rượu thuốc đã ngâm các thảo dược rồi, không phải đun, không phải sắc gì cả. Mỗi ngày uống có 2 ly con thôi, sau ăn trưa 1 ly và trước khi đi ngủ 1 ly. Còn thuốc táo bón thì cũng lại dùng liều rất là vi lượng, mỗi ngày dùng có 25-30 viên. Đối với người lớn, trẻ em thì là dùng liều ít hơn, uống vài ba hôm bắt đầu đã được cải thiện rồi. Tuy nhiên là duy trì lâu để đường ruột nó được ổn định. Và thuốc ho suyễn cũng vậy, cũng ngày cũng có dùng có 2 cái thìa cà phê con thôi, rất là liều vi lượng. Thuốc lở loét miệng lưỡi cũng vậy, dùng rất là liều vi lượng. Như quý vị và các bạn đã bị bệnh này thì là đã sử dụng các cái sản phẩm thuốc ở nhà thuốc thì đã biết rồi, dùng rất là liều vi lượng mà hiệu quả thì là rất là đặc biệt. Đấy, thì là năm mới cũng đã về rồi, Minh Cương một lần nữa là tâm thành kính chúc quý vị và các bạn có thật nhiều sức khỏe và đạt được nhiều thành tựu trong cuộc sống. Khi có sức khỏe thì chúng ta mới làm nên được tất cả. Minh Cương cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm theo dõi. Và quý vị và các bạn xem một chút hình ảnh của mùa xuân đã về và hình ảnh của nhà thuốc. Xin cảm ơn quý vị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mùa sao hạnh phúc trên đường ta đi tới. Này em hãy hát lên cười, mùa xuân mới xinh tươi. Lắng nghe mùa xuân về, nghe mùa xuân đến.
chim bồ câu bé nhỏ bay qua vùng trời mùa xuân. Tia nắng từ đâu đến ở, long lanh từng ô cửa. Xanh mùa xuân trào dâng dưới chân anh. Nghe như dòng sông hát về bao nhiêu bộn bề mùa xuân. Nghe như tình yêu thơm nở dâng dâng từng hơi thở mùa xuân. Cho em nắm tay anh khi mùa xuân về. Cho em khát khao anh khi mùa xuân về. Kìa mặt trời mùa xuân rưng rưng sau vai anh. Kìa biển xanh mùa xuân trào dâng dưới chân anh. Mùa xuân. Nắng từ đâu